Quan chức Sri Lanka ngăn em trai của tổng thống bay khỏi đất nước. Các quan chức nhập cư Sri Lanka đã ngăn em trai của tổng thống và cựu bộ trưởng tài chính là bà Sri Rajakoska bay khỏi đất nước vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 7 khi sự tức giận dâng cao về cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của hòn đảo trong nhiều thập kỷ. Ông từ chức bộ trưởng tài chính vào đầu tháng 4 khi các cuộc biểu tình trên đường phố gia tăng chống lại tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác và rời ghế trong quốc hội vào tháng 6. Anh trai của ông là Gotabaya Rajapaksa đã từ chức tổng thống vào thứ Tư để nhường chỗ cho một chính phủ đoàn kết sau khi hàng ngàn người biểu tình đã xông vào dinh thự chính thức của ông và thủ tướng hôm thứ Bảy yêu cầu lật đổ họ. Tổng thống đã không được nhìn thấy trước công chúng kể từ thứ Sáu và hiện nơi ở của ông chưa được tiết lộ. Quốc hội Sri Lanka sẽ bầu ra người thay thế ông vào ngày 20 tháng 7. Gia đình Rajapaksa bao gồm các cựu thủ tướng là Mahinda Rajapaksa đã thống trị nền chính trị của đất nước 22 triệu dân trong nhiều năm và hầu hết người dân Sri Lanka đều đổ lỗi cho họ về tình trạng khốn khổ hiện tại.